Sáng ngày 23 tháng 5, hơn 700 cử tri là cư dân ở block A1, chung cư Sunview Town đang thực hiện phong tỏa do liên quan bệnh nhân mắc COVID-19 tham gia bầu cử, hòa cùng không khí ngày hội non sông. Các cư dân tuân thủ hướng dẫn phòng dịch. Khu vực bỏ phiếu số 321 đặt tại block B, chung cư Sunview Town. Khu vực có cử tri đang thực hiện cách ly đặt tại tòa nhà block A1, phường bố trí thùng phiếu phụ đặt tại sảnh. Riêng khu vực bị phong tỏa, tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ gồm 12 người. Cư dân từng tầng lần lượt xuống bỏ phiếu. Tiến trình bầu cử được kiểm soát từ khi cử tri bước vào khu vực bỏ phiếu cho đến khi kết thúc và nhận lại thẻ cử tri, di chuyển theo lối quy định về lại nhà trong khu vực phong tỏa. Ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng tầng 18, nơi ở của người nhà bệnh nhân 4514, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu lên tận nơi.